Tại sao Albert Einstein làm thay đổi thế giới? Là một nhà vật lý lý thuyết người Đức gốc Do Thái, được công nhận là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại cùng với cơ học lượng tử. Cho đến lúc mất, Albert Einstein đã công bố hơn 300 bài báo khoa học và hơn 150 bài viết khác nhau về nhiều chủ đề. Ông nhận được rất nhiều bằng tiến sĩ danh dự trong khoa học, y học và cả triết học từ nhiều cơ sở giáo dục ở châu Âu và Bắc Mỹ. Năm 1921, Albert Einstein nhận giải Nobel vật lý vì những giải thích về hiện tượng điện quang và các đóng góp cho vật lý. Tạp chí Time cũng đã dành một vị trí đặc biệt quan trọng khi bầu chọn ông là nhân vật có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Mãi đến sau này, người ta mới nhận thấy những tác động to lớn từ thuyết tương đối của ông, điều mà luôn bị hoài nghi và tranh cãi trong thời đại của ông. Nhờ Einstein, nhận thức về vũ trụ, vật lý đã thay đổi hoàn toàn, và thậm chí nó đã giúp hình thành nên một thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay. Cuộc đời ông đã đạt đến mức độ vĩ đại mà những phát hiện và thành tựu của Albert Einstein đã có tác động rất lớn đến công cuộc thay đổi thế giới. Một trong số đó là không thời gian, hay mối liên hệ giữa không gian và thời gian, hay được nghe đến nhiều nhất dưới cái tên thuyết tương đối hẹp để phân biệt với thuyết tương đối rộng, cũng là một phát hiện khác của ông. Đây cũng là một trong những thành tựu sớm nhất của Einstein khi phát hiện ra chỉ ở độ tuổi 26 vẫn còn rất trẻ. Thuyết đề cập đến chuyển động tương đối trong trường hợp đặc biệt khi lực hấp dẫn bị bỏ qua. Theo những gì mà số đông chúng ta vẫn thường định hình, thì không gian và thời gian như là hai khái niệm hoàn toàn tách biệt, bởi thế nên chúng được đo bằng các đơn vị khác nhau. Nhưng Einstein đã phát hiện ra rằng hai khái niệm này hoàn toàn có thể hoán đổi cho nhau, liên kết với nhau thông qua tốc độ ánh sáng sắp xỉ 300 triệu mét trên một giây. Hệ quả nổi tiếng nhất của thuyết tương đối hẹp là không gì có thể truyền đi nhanh hơn ánh sáng và mọi vật chất có thể thay đổi rất kỳ lạ khi áp dụng tốc độ ánh sáng. Ví dụ như nếu một tên lửa có thể đạt đến vận tốc tương đương 70% tốc độ ánh sáng, thì nó sẽ trông có vẻ nhỏ hơn khoảng 35% so với trạng thái nghỉ. Thuyết này nghe có vẻ vô thượng vô phạt, nhưng đó kỳ thực là một trong những cuộc cách mạng khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử, thay đổi hoàn toàn cách các nhà vật lý suy nghĩ về không gian và thời gian. Thứ hai là công thức vĩ đại mang tên E bằng MC bình phương. Một trong những công thức làm thay đổi cả những nhận thức và quan điểm khoa học trước đó là phương trình nổi tiếng E bằng MC bình của Einstein. Đây có thể là công thức được coi là đạt đến trạng thái biểu tượng. Theo công thức, bất kỳ một vật chất nào tồn tại trong vũ trụ đều có một năng lượng gọi là năng lượng nghỉ, E, được tính bằng E bằng MC bình, và nó có ý nghĩa là tất cả những gì xung quanh chúng ta đều là tương đối. Theo diễn giải thì phương trình đã biểu thị sự tương đương của khối lượng M và năng lượng E, vốn là hai thông số vật lý trước đây được cho là hoàn toàn tách biệt, cũng như không gian và thời gian trong thuyết tương đối hẹp. Trong vật lý truyền thống, khối lượng đo lượng vật chất chứa trong một vật thể, trong khi năng lượng là một đặc tính mà vật thể có được nhờ chuyển động của nó và các lực tác dụng lên nó. Tuy nhiên, phương trình của Einstein nói rằng khối lượng và năng lượng về cơ bản là như nhau, miễn là bạn nhân khối lượng với C bình phương hay bình phương của tốc độ ánh sáng. Mà tốc độ ánh sáng như vừa mới đề cập sắp xỉ 300 triệu mét trên giây, nên con số bình phương sẽ vô cùng lớn. Vì thế, kết quả của công thức được đảm bảo rằng nó kết thúc bằng một đơn vị là năng lượng. Tuy nhiên, vào thời điểm phát hiện ra công thức này, đã có vô số những hoài nghi và tranh cãi về tính chính xác cũng như tính áp dụng thực tiễn của nó. Và lúc bấy giờ, Albert Einstein cũng không ngờ rằng phương trình này lại có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến vận mệnh của toàn thế giới. Nếu hữu ích, đừng quên like và chia sẻ, hoặc góp ý trong bình luận để những video sau hữu ích hơn.